Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào ví dụ số 2. Nội dung ví dụ số 2. Một con lắc lò xo có độ cứng là 50 Newton trên mét, dao động với biên độ A. Khi tốc độ của vật nặng con lắc đạt cực đại, thì lực đàn hồi tác dụng lên vật nặng bằng không. Lực đàn hồi tác dụng lên vật nặng của con lắc bằng không. Khi gia tốc vật nặng có độ lớn cực đại, thì lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật nặng có độ lớn bằng 1. F đàn hồi bằng 1. Xác định quãng đường dài nhất mà vật đi được trong thời gian 2/3 chu kỳ. Xác định quãng đường dài nhất vật đi được trong thời gian 2/3 chu kỳ là bao nhiêu? Mình sẽ có 4 sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất là 4 cm. Sự lựa chọn thứ hai 4,54 cm. Sự lựa chọn số 3 5,33 cm. Và sự lựa chọn cuối cùng là 6 cm. Đấy, vậy bây giờ mình sẽ chọn đáp án nào? Muốn tìm xem đáp án nào chính xác, em phải tìm quãng đường dài nhất. Vậy tìm quãng đường dài nhất mình tìm như thế nào đây? Tìm quãng đường lớn nhất khi biết thời gian đi. Thì mình có cách thực hiện như thế này. Em biết rồi, quãng đường bằng gì? Bằng tốc độ nhân thời gian. Mà thời gian ở đây biết rồi, chỉ có như mình không xét cái thời gian t nữa. Vậy quãng đường và tốc độ sẽ tỷ lệ thuận. Nếu thời gian ở đây bé hơn nửa chu kỳ, nhớ kỹ, đó là điều kiện thuận, thì quãng đường sẽ lớn nhất khi tốc độ lớn nhất, mà tốc độ sẽ lớn nhất ở vị trí cân bằng. Cho nên lúc này chúng ta sẽ lấy đối xứng trục sin. Mình lấy đối xứng qua trục sin. Còn lấy đối xứng như thế nào thì chút xíu thầy sẽ hướng dẫn. Ngược lại, quãng đường sẽ min khi tốc độ min, mà tốc độ sẽ min khi nó nằm ở hai biên, nghĩa là nằm trên trục cos. Nghĩa là khi đó mình sẽ lấy đối xứng qua trục cos. Đó là điều kiện thuận. Nếu điều kiện nghịch là t lớn hơn nửa chu kỳ thì mình sẽ áp dụng ngược lại. Có nghĩa là ta hít mát khi tốc độ min, nghĩa là mình sẽ lấy đối xứng qua trục cos. Còn sẽ min khi tốc độ max, và khi đó mình sẽ lấy đối xứng qua trục sin. Cho nên đây là cái phương pháp dùng để xác định quãng đường lớn nhất và quãng đường ngắn nhất. Như vậy bài toán của chúng ta ở đây là gì? Thời gian là 2/3 chu kỳ. 2/3 chu kỳ là lớn hơn nửa chu kỳ. Cho nên em sẽ sử dụng tính chất vi dự. Đấy, vậy thì quãng đường sẽ lớn nhất khi em lấy đối xứng qua trục cos. Đấy, vậy làm sao lấy đối xứng qua trục cos? vị trí cân bằng. Trục này là trục ly độ, biên này là biên dương, đây là biên âm. Trục này là trục dạng tóc, đây sẽ là dạng tóc mát, đây sẽ là dạng tóc mi. Trục này sẽ là trục gia tóc nhớ, đây sẽ là gia tóc mát và đây sẽ là gia tóc mi. Vậy nếu chúng ta lấy đối xứng hóa trục, thì chúng ta lấy đối xứng như thế nào? Thời gian của chúng ta đang là 2/3 chu kỳ. Thời gian của chúng ta là ở đây ta có thể dùng chữ delta t cũng được. Đấy, 2/3 chu kỳ. Vậy muốn lấy đối xứng em phải tính sang góc. Vậy ứng với 2/3 chu kỳ thì góc của em sẽ là bao nhiêu? Một chu kỳ thì ứng với 2 biên. Vậy 2/3 chu kỳ ứng với 2/3 của 2 biên. Vậy góc của chúng ta sẽ là 2/3 của 2 biên là bao nhiêu? 4 pi/3. Vậy góc của chúng ta sẽ là 4 pi/3 là 240 độ. Đấy. Vậy khi lấy đối xứng em chia góc này làm 2. Hiện tại là 4 pi/3, vậy chúng ta chia 2 ra. Vậy chúng ta sẽ được mỗi góc là 2 pi/3, 2 pi/3. Đấy, chúng ta chia 2 ra. Chỉ đi lấy Earth thì lấy đối xứng qua trục có. Vậy đây là trục có, vậy em sẽ nhìn ở đây, chúng ta sẽ lấy ở đây. Chúng ta đang chia thành 2 góc, mỗi góc là 2 pi/3. Vậy từ vị trí này em vẽ ngược lên một góc là 2 pi/3. Đấy, vậy thì cái góc của ta sẽ nằm đây. Góc này sẽ là 2 pi/3. Từ vị trí này em vẽ vòng xuống dưới, một góc cũng là 2 pi/3. Đấy, thì góc này cũng là 2 pi/3. Vậy hai góc này cộng lại đúng 4 pi/3. Vậy thì em sẽ thấy khi vẽ 2 góc thì sẽ dừng lại ở 2 vị trí này, và từ đây chúng ta hạ đường vuông góc xuống thì chỗ này em sẽ được là x trừ x, ly độ này sẽ là trừ x. Đấy, vậy em sẽ thấy quãng đường lúc này sẽ là độ nào, vậy thì cái cung của mình, cái cung alpha này, góc alpha sẽ là tính như thế này. Từ vị trí này nó đi một vòng đến vị trí này, đây chính là góc alpha của chúng ta. Từ vị trí này nó đi một vòng lên đến đúng vị trí này thì góc alpha lúc này sẽ đúng bằng 4 pi/3. Vậy khi đó quãng đường sẽ là đâu nào? Từ vị trí này đi ra tới biên dương, từ vị trí này đi cái cung này thì khi đó quãng đường sẽ là cái đoạn từ trừ x ra tới a, vì quãng đường sẽ là đoạn này. Rồi, tương ứng đây. Tương tự cái cung còn lại thì sẽ đi như thế này. Như vậy cái quãng đường còn lại sẽ là đoạn này. Vậy hai đoạn S sẽ bằng nhau. Như vậy S mát chúng ta sẽ bằng mấy lần S còn lại. Quãng đường chúng ta ứng với cung alpha, mà cung alpha là nguyên cung lớn, Vậy cung lớn sẽ gồm 2 cung nhỏ cộng lại. Trên quãng đường lúc này sẽ bằng 2 cái quãng đường này cộng lại. Như vậy em sẽ có S mát sẽ bằng 2 lần S. Mà S bằng gì? Đoạn này chính là biên độ, đoạn này chính là độ lớn của x. Vậy S sẽ bằng 2 lần biên độ cộng độ lớn của x. Đấy, như vậy em muốn tìm S mát em cần tìm x, thì khi đó sẽ ráp vào. Rồi em có tìm được gì nữa? Biên độ. Mình tìm biên độ thì x sẽ ráp vào là ra kết quả. Chỉ đi bây giờ đi tìm biên độ và tìm x, sau này sẽ tìm Điện cho chúng ta là gì? Khi tốc độ mát thì lực đàn hồi có lớn bằng không. Tốc độ mát ở vị trí nào? Tốc độ mát sẽ ở vị trí này. Đây, đây là vị trí tốc độ mát. Vị trí là dạng tắc niên, mà dạng tắc niên thì sao? Em thấy hiện tại nó đang cách số 0 một đoạn như thế này. Thì đoạn này chính là độ lớn của dạng tốc, nghĩa là tốc độ. Mà đoạn này là lớn nhất. Đoạn này bằng đoạn này. À, như vậy cái đoạn này chính là cái tốc độ lớn nhất. Cho nên tại vị trí này tốc độ cũng cực đại. Vì mà có hai vị trí có tốc độ cực đại, đó là ở hai biên của dạng tốc. Vậy vị trí này, ở vị trí này mình sẽ có tốc độ cực đại, và ở vị trí này em cũng có tốc độ cực đại. Em ở hai vị trí tôi mới tốc độ cực đại, hay nó khác tốc độ cực đại tại vị trí này. Mà tại vị trí này lực đàn hồi có độ lớn bằng không. Lực đàn hồi sẽ có độ lớn bằng không khi độ biến dạng bằng không, nghĩa là delta L bằng không. Vì tại vị trí này delta L đang bằng không. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là delta L đang là ngay đây. Đấy, đây này, nhắc lại thôi. Lực đàn hồi sẽ có độ lớn bằng không tại trừ delta L. Mình học trừ đi tiếp. Mà tại vị trí này lực đàn hồi có độ lớn bằng không, có nghĩa là trừ delta L cũng nằm ngay đây. Điều này có nghĩa là delta L đang bằng không. Đấy, như vậy mình sẽ có này, tốc độ mà dẫn đến F đàn hồi bằng không. Vì từ đây mình sẽ đặt delta L bằng không, nghĩa là lò xo đang nằm ngang. À, delta L bằng không, lò xo đang nằm ngang. Tại vị trí gia tốc có độ lớn cực đại, gia tốc có độ lớn cực đại có nghĩa chúng ta đang nói về khoảng cách. Nghĩa là khoảng cách từ vị trí hiện tại đến vị trí cân bằng là lớn nhất. Vậy gia tốc là trung gian. Thì cái đoạn này chính là đoạn khoảng cách lớn nhất từ vị trí cân bằng đến vị trí hiện tại. Đoạn này cũng là lớn nhất từ vị trí cân bằng đến vị trí hiện tại. Cho nên hai đoạn này bằng nhau, và hai đoạn đó gọi là độ lớn gia tốc cực đại. Điều này có nghĩa là gì? Gia tốc có độ lớn cực đại khi nằm ở hai biên. Nằm ở hai biên. Vậy tại vị trí này lực đàn hồi bằng 1, F đàn hồi bằng 1. Em có thể sử dụng bên đây cũng được, em phải ghi là F đàn hồi bằng 1 bên vị trí này cũng được, hoặc bên vị trí này cũng được, bên nào cũng được hết. Mà F đàn hồi bằng gì? F đàn hồi chúng ta biết bằng gì? Bằng K nhân độ biến dạng. Chỉ hiện tại vị trí này thì cái độ biến dạng là đoạn nào? Trừ delta L đang nằm đây, hiện tại đang nằm đây, chỉ độ biến dạng chính là đoạn này. Mà đoạn này là a lớn. Như vậy chỗ này em sẽ có F đang hồi phải chính là K nhân a lớn. Đấy, chính thức chỗ này em sẽ có là tại vị trí gia tốc có độ lớn đại F là 1 chính là K nhân a lớn. Vì từ đây em suy ra được a lớn bằng mấy? K là 50. Vậy thế vào 1 chia 50, 1 chia 50 là 0,02, nghĩa là bằng 2 cm. Vì biên độ có, chúng ta còn thiếu cái gì? Còn thiếu cái gì? Vì làm sao tính điểm? A bằng 2, thì cái này bằng 2. Đấy, ít là đoạn này. À, vậy em sẽ thấy này, từ vị trí này này là pi phần 2, vậy góc bên này sẽ là pi phần 6, vậy muốn tìm x chúng ta dùng hàm gì? Góc này là pi phần 6 thì góc bên đây cũng là pi phần 6. Sau này trong sin bằng đối chia quyền, sin bằng đối chia quyền, mà cạnh này sao bằng với cạnh này, lý do hai cái này bằng nhau là gì? Bán kính. Vì cạnh này chính bằng biên độ bằng 2. Vậy muốn tìm x dùng làm gì? Sin. Sin bằng đối chia quyền. Vậy đối bằng gì? Quyền nhân sin. Vậy chúng ta sẽ có x bằng a nhân sin của pi phần 6. A là 2. Sin của pi phần 6 chính là 1/2. Đấy, vậy từ đây suy ra được x bằng 1. Vì a có, x có đem thế vào đây. Vậy chỗ này em suy ra S max bằng gì? 2. A là 2, x là 1. 2 + 1 tất cả nhân 2 gì kết quả bằng 6 c. Thì đây là kết quả của chúng ta, và đáp án đây chính là câu D. Như vậy mọi việc sẽ trở nên đơn giản nếu em thành thạo cách sử dụng vòng tròn thời gian.